Trưa ngày 22 tháng 8, tại điểm du lịch nông trại cuốn Bubby Farm, đường Cam Ly, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ xảy ra cháy làm du khách tháo chạy. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát tại khu tiếp đón du khách và bán hàng đặc sản tại nông trại cuốn. Do khu vực này làm bằng vật liệu nhẹ, dễ cháy nên lửa bùng phát nhanh, chỉ ít phút sau đã bao trùm khu vực rộng lớn tại điểm du lịch. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Lâm Đồng điều động 4 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến dập lửa, ngăn cháy lan ra khu ở của công nhân. Sau khoảng 1 giờ, ngọn lửa được khống chế, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản tại đây bị thiêu rụi. Đây là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm khi đến Đà Lạt với mô hình nuôi thú cưng kết hợp du lịch canh nông.